Hi, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì mình vừa đi lễ về ha mọi người. Mình vừa đi họp cho lễ viên cho nhà thờ về. Thì hồi nãy mình có khoe là mình còn đang có thỏ thịt đó mọi người. Thì mấy anh chị giới lễ viên hỏi rồi mua mình một con nha mọi người. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi cân rồi đi bắt lên cho mấy anh chị nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy cân để cân thỏ ha. Ok, thì mình lấy cân rồi đây nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt thỏ nha. Mấy anh chị kêu thì chỉ cần một con thỏ tầm 2kg đến 2,5kg thôi. Giờ mình sẽ lựa thử con này đây. Đây là thỏ đực nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Coi 2,5kg vừa đẹp luôn. Chắc mình bán con này luôn đi chứ 2kg thì hơi nhỏ, sợ không có thịt. 2,5kg. Để mình bỏ bao cho mấy anh chị ha. Đây, một con thỏ 2,5kg. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi giao cho mấy anh chị ha. Mọi người theo chân mình nha. Thỏ 2,5kg. Đang đi giao thỏ đây mọi người. Mấy anh chị hình như vẫn đang đợi mình trên nhà thờ á. Dạ, một con 2,5kg. 2,5kg tính tiền là 200 ạ. 200 là nghe ngày là đủ, mai mốt là cưới vợ về là đủ nuôi sống. Dạ. Dạ em cảm ơn. Có bốn người vợ. Khi mà cưới. Còn á, con còn lâu. Mấy đứa nó đâu còn lâu lắm. Ok, mình vừa giao thỏ xong nha mọi người. Giao cho mấy anh chị giới lễ viên đó. Giờ về thôi. Nhà mình gần gần nhà thờ lắm, đi bộ qua chắc 2-3 phút. Giờ mấy anh chị cũng đang đi làm thỏ luôn. Giờ mọi người đang đi làm thỏ đó. Về tới nhà rồi. Giờ này trời nóng quá mọi người. Nắng quá trời nắng. Ok mọi người, thì mình vừa giao thỏ về ha mọi người. Mới ra nắng có xíu mà cái mặt nó đỏ lè luôn rồi. Đây, nhà mình chuẩn bị thỏ của mình chuẩn bị đẻ nữa ha. Nay thấy nhổ lông rồi nè. Cái này nhổ từ hôm qua rồi. Thấy rụt rịch lắm rồi mà chưa đẻ. Tối hôm qua mình tưởng đẻ rồi chứ. Chuẩn bị đẻ tiếp. Đây là thỏ 2 tháng tuổi. Chắc tầm 1,5kg rồi đó mọi người. Còn đây là thỏ 40-50 ngày tuổi đây. Cái lứa 15 con đó mọi người. Còn đây là lứa sắp tách mẹ đây.
đang tập tành ăn rồi, nhưng mà ăn chưa mạnh lắm. Vừa rồi nó cũng mới đẻ thêm được 4 con. Mình phối là mình không xem ngày luôn nha mọi người, kiểu như là mình thích là mình bắt qua cho nó phối thôi, nên là thỏ nó đẻ nhiều hay đẻ ít thì cũng không quan tâm lắm, đẻ là được. Nhiều người họ xem ngày á mọi người. Thanh niên này mình cũng phối, không biết có đẻ không, tại cũng qua 1-2 ngày rồi, trời nắng mới phải che lại cho nó. Đây, thỏ hai gần 2 tháng tuổi, cắn banh cái lồng hết rồi. Hiện tại mình vẫn còn thỏ thịt nha mọi người, thì ai mua ít thì mình vẫn còn nha. Đây này, mình vẫn còn tầm 4-5 con gì đó. Mình không để nuôi nhiều nữa nha. Hồi xưa mình nuôi hết cái vàng này luôn, giờ mình chỉ nuôi vừa đủ thôi. Chuẩn bị tụi này, rồi tụi này lớn là đầy luôn á, phải xuất đi bớt. Giờ mình vẫn còn 4-5 con thỏ thịt nha. Ai có nhu cầu mua thì liên hệ mình nha mọi người. Mua thỏ con cũng liên hệ mình luôn nha. Đây, thỏ con rất là đẹp. Ăn mạnh lắm rồi. Ok, chắc mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha mọi người. Thì nếu ai có nhu cầu mua thỏ thì liên hệ Facebook của mình nha. Tạm biệt mọi người.